Tại một cửa hàng ở London, Anh, xuất hiện một chú mèo, cứ mỗi ngày đều leo lên những chiếc giá hàng và chẽm chệ trên đó. Ban đầu, những nhân viên bán hàng tại đây thấy chú mèo này khá phiền nên đã bế nó ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu sau, nó lại tìm đến đúng chỗ hàng treo yêu thích để nằm. Chú mèo coi nơi này như chính là ngôi nhà của mình, vì vậy nên nó chẳng quan tâm đến hàng hóa hay khách hàng mua. Đặc biệt là chú mèo không bao giờ động đến đồ ăn trong cửa hàng, mà chỉ thích dạo chơi vào đây mà thôi. Và rồi rất nhiều vị khách đã để ý và đăng tải hình ảnh của chú lên những trang mạng xã hội khác nhau và đã nhận được khá nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Và ở nhiều nơi khác nhau cũng đã có những chú mèo vô cùng chăm chỉ trong cửa hàng của gia đình mình. Với muôn vàn biểu cảm đáng yêu này thì ai cũng phải tan chảy. Nhìn khoảnh khắc dễ thương của những chú mèo này đúng là sự an ủi cho tâm hồn. Mỗi khi bạn gặp phải chuyện mệt mỏi hay khó khăn gì thì chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh này thôi là bạn sẽ tất thảy tan biến.